Vâng, sau đây Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác nha. Trước mắt các bác là một con CD cao cấp của dòng Sony 307 ESRI. Là hết số của đời 307 nha, đời cao nhất. Thì trước khi vào video chi tiết và em sẽ báo giá cho anh em. Giá con này là 23 triệu đã có kiển nha. Em sẽ quay cái mặt cho các bác quay. Đấy, rất là mới nha. Những sản phẩm hàng cao cấp như thế này bên em tiện rất là kỹ cho các bác này, các bác yên tâm. Nhưng con này bên em bán rất là nhiều. Con này vừa về trong sáng nay ngày 13 tháng 3. Đây là cái phần cạnh đó này. Về chất âm của con này thì khỏi phải bàn tán luôn. Anh em chơi high end thì luôn đặt vào niềm tin của con 307 ESRI của dòng Sony. Và với có model tầm giá là con R3, nhưng mà con R3 nghe thua con 307 ESRI thì nó đời cao hơn. Những con này cái thời kỳ mà chưa có phần giải mã DA, anh em chưa có nhu cầu nghi nhập mạng á, mình thì những con này nó rất là cao nha. Nó là chuyên nghi CD cho ra chất âm và nó là tuyệt vời. Nếu anh em mà chuyên nghi CD thì đã biết những dòng 307 ESRI, nó ăn đứt cả con test 25XS luôn nha. Hầu cách đây là 2-3 năm á, là con này đắt hơn 25XS. Mà từ khi mà anh em phong trào mà chơi DA nghi nhật mạng á, thì những cái con đó nó sẽ được bị tăng giá. Thật sự chất âm gần như CD là không bao giờ bằng cái con này 25XS thua 307 ESRI. Còn đối nào với bác chuyên thẩm âm thì các bác chỉ nghi CD thôi, chứ còn nghi nhật mạng không có được. Còn các bác nào nghi vui thì nghi nhật mạng. Tại nghi nhật mạng thì nó rất là nhiều tạp âm. Đây, đây là phía sau của con 307 ESRI. Các bác thấy độ mới của nó. Đấy. Tích cổng và cổng ba lăng này, nói chung là đầy đủ cho các bác hết. Và hai cổng, cái cổng này là như mình tăng volume được, cổng này là mình không maximum. Dùng lại út này. Cái nắp của nó là cực kỳ mới rồi các bác. Con là sưu tầm thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình đấy. Giá 23 triệu nha. Là hàng tuyển chọn đẹp long lanh cành đào nha. Thì sau đây em sẽ mở ruột gan cho các bác coi bên trong nó có cái gì. Sao nó hay đến thế. Vâng, và đây là ruột gan của con 307 ESRI. Đây là phần nguồn. Mà đây cũng là phần lọc nguồn cho âm thanh đi lên trên này. Rất là chi tiết nha, để cho ra một chất âm tuyệt vời mà được anh em tin dùng sản phẩm này. Hầu như là cả thế giới luôn, 307 ESRI rất là nổi tiếng luôn. Các bác nào mà nghi thẩm âm, chuyên nghi nhạc đẳng cấp thì luôn luôn là chọn nghi CD nha. CD vẫn là niềm tin đẳng cấp nhất là ở thời đại bây giờ. Cho đến nay CD vẫn đứng là có chỗ đứng cực kỳ quan trọng trong việc nghe nhạc. Chứ còn nghi pha giải mã DA là chỉ phần nào thôi, chứ còn không bao giờ chi tiết và rõ ràng như là nghi CD được. Cái đó thì 100% là như thế nha các bác. Cái ruột gan của em nó cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy. Rồi, em xin phép là dừng video, hẹn các bác ở video kế tiếp. Bác nào yêu thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều.